lộ hình ảnh đầu tiên của Phạm Anh Khoa sau scandal gạ tình Phạm Lịch. Mới đây, Thùy Trang, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa, đã đăng tải bức hình cô và cậu con trai mặc áo đôi lên trang cá nhân cùng với dòng chú thích "This boy is six, love him so much", khiến nhiều người hâm mộ chú ý. Bên cạnh đó, hình ảnh nam ca sĩ Phạm Anh Khoa cũng được Thùy Trang chia sẻ. Tuy chỉ nhìn đằng sau, nhưng trông anh dường như khá mệt mỏi sau lùm xùm gạ tình vừa qua. Lần đầu tiên sau scandal chấn động showbiz của chồng, Thùy Trang đã có thể thoải mái đăng tải hình ảnh của chồng và con trai lên tài khoản Instagram. Điều dễ nhận thấy là trong bức hình, Thùy Trang trông vô cùng tươi tắn và vui vẻ khi mừng sinh nhật quý tử. Nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng vào gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai của vợ chồng Phạm Anh Khoa, đồng thời không ít fan cũng bày tỏ sự bất ngờ khi thấy vợ nam ca sĩ đã lấy lại được sự lạc quan, vui vẻ và mạnh mẽ sau scandal gạ tình vài tháng trước của chồng. Thế nhưng, điều khiến người hâm mộ chú ý không phải vẻ bẽn lẽn của nàng ngọc nữ, mà hình ảnh vô cùng xuống sắc của bà xã Phạm Anh Khoa. Dường như sau scandal của chồng, chị dường như tiều tụy hơn hẳn. Trước đó, vào tháng trước, trên trang cá nhân của diễn viên Thân Thí Hòa cũng đã chia sẻ bức ảnh của ba người bạn thân, trong đó có vợ nam ca sĩ Phạm Anh Khoa, Tăng Thanh Hà và Thân Thí Hà tình cảm bên nhau. Mặc dù cảnh hai cô bạn thân cực kỳ vui vẻ, nhưng lúc đó vợ nam ca sĩ trông vẫn rất buồn, khuôn mặt hiện rõ tâm trạng, khiến nhiều fan dễ dàng nhận ra. Trước đó, hai vợ chồng Phạm Anh Khoa đã từng có rất nhiều hình ảnh vui tươi trước khi scandal của nam ca sĩ xảy ra. Diễn viên Kim Anh bị chỉ trích nặng nề khi ngồi giám khảo cùng Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Quang Linh. Sự thiếu hụt về kiến thức chuyên môn đã khiến diễn viên Kim Anh đưa ra những nhận xét sai lệch và cảm tính. Vì vậy, cô đã bị rất nhiều người xem chỉ trích. Từ khi game show truyền hình nở rộ, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được mời ngồi ghế giám khảo với mục đích câu khách, tăng lượt xem cho chương trình dựa vào danh tiếng của họ. Một năm chúng ta có rất nhiều game show ra đời, bởi vậy sự cạnh tranh trở nên khá gắt gao. Chính vì thế, các nhà tổ chức luôn muốn tìm những gương mặt nghệ sĩ hot nhất hoặc hoạt ngôn nhất để thu hút khán giả. Điều này dẫn tới hiện trạng game show tràn ngập người nổi tiếng làm giám khảo, nhưng ngồi loạn chỗ không đúng với ngành nghề chuyên môn của họ. Điển hình nhất hiện nay là trường hợp diễn viên Kim Anh. Kể từ khi làm giám khảo chương trình Gương Mặt Thân Quen, cô đã nhận không ít gạch đá và mất điểm trong mắt khán giả. Không ai phủ nhận Kim Anh là một diễn viên giỏi và có chuyên môn tốt, tuy nhiên chuyên môn của cô ở nghề diễn chứ không phải âm nhạc. Trong khi đó, Gương Mặt Thân Quen dù là một game show giải trí tạp kỹ nhưng lại thiên về âm nhạc nhiều hơn và cần những nhận xét chuyên môn từ phía giám khảo. Chính vì thế, khi Kim Anh làm giám khảo Gương Mặt Thân Quen, cô liên tục đưa ra những nhận xét thiếu chuyên môn, thậm chí là sai lệch, khiến hai ca sĩ ngồi bên là Đàm Vĩnh Hưng và Quang Linh phải chỉnh lại rất nhiều. Chẳng hạn trong tập 4 Gương Mặt Thân Quen vừa qua, sau khi xem xong màn hóa thân vào vai Tạ Minh Tâm của Đỗ Phú Quý, Kim Anh đã cho rằng: "Tôi có một cảm nhận về sự khác nhau giữa anh Tâm và bạn là anh Tâm hát rất nhàn tâm, còn bạn bị thừa lửa, dùng lực nhiều quá. Giống như anh Hưng vừa nói, anh Tâm hát với tâm thái bề trên, tức là rất thanh thản, anh ấy hát nhàn tâm chứ không phải hùng hục như bạn. Bạn có một chút dùng sức, lần sau nếu đóng vai của người lớn tuổi thì bớt dùng lửa hơn một chút." Kim Anh dựa vào lời nhận xét trước đó của Đàm Vĩnh Hưng để bóc theo, nhưng vì không có chuyên môn nên nói sai hoàn toàn. Điều này khiến Quang Linh phải lên tiếng. Cô ấy nói bằng ngôn ngữ kịch nên các bạn cố gắng hiểu. Bạn hát ca khúc vừa rồi không có gì là gắng gượng, cố quá như Kim Anh nói. Đó là chất giọng bình thường của bạn. Thậm chí bạn có tăng được thêm một tông nữa, vẫn là hát rất thoải mái. Giọng của bạn khá dày, hay và không hề cố. Tôi không hiểu sao Kim Anh lại nhìn ra là bạn đang cố. Qua nhận xét này, có thể thấy, trong khi Quang Linh dựa vào tông nhạc, chất giọng của thí sinh, thì Kim Anh lại chỉ nghe một cách cảm tính, dẫn tới việc đưa ra cái ý kiến chưa chính xác. Tiếp đó, vì chưa tìm hiểu kỹ về ca sĩ gốc, nên Kim Anh lại một lần nữa đưa ra nhận xét thiếu chính xác. Sau khi xem xong màn hóa thân của Hà Thu vào vai ca sĩ Lee Jun Hoon, cô nói màn biểu diễn này rất lãng nhãn. Tuy nhiên, tôi cảm giác câu cuối bạn hát bị gác. Kim Anh vừa nói xong, Đàm Vĩnh Hưng đã phản đối. Nhưng cô Lee Jun Hoon hát bài này cũng y như vậy. Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh cũng nói, ở bản gốc của cô ca sĩ kia, tôi thấy còn cắt hơn cả Hà Thu nữa. Một ca sĩ phải vừa hát vừa nhảy kiểu này thì mất nhiều lực hơn, nên gắt là đúng. Trước hai lời phản đối, Kim Anh đã phải thanh minh, nhưng lại khá yếu ớt và khen rất hời hợt. Ý em là có thể do Thu mệt nên bị gắt ở phía cuối, còn tiết mục này vẫn khá là mãn nhãn. Vì những xét cảm tính thiếu chuyên môn không đào sâu được vào cách hát của thí sinh, nên Kim Anh dễ bị rơi vào tình trạng khen quá lời, khen thiếu chính xác. Chẳng hạn, sau khi xem xong tiết mục hóa thân vào mỹ tâm của thí sinh Kim Thành, Kim Anh đã khen hết lời.
Cái cuốn hút khán giả ở bạn có thể là do bài hát của Mỹ Tâm, có thể do chính nội lực của bạn đã cuốn được khán giả và bắt khán giả tin đây đang là Mỹ Tâm biểu diễn. Trong khi đó, Quang Linh lại nghe rất kỹ từng câu hát và đưa ra nhận xét khác hẳn. Anh nói, bài hát này cũng như dòng nhạc này không có gì mới, đó đơn giản là điệu Latin dễ nghe, cộng thêm chất giọng của Mỹ Tâm đã hay sẵn. Khi Kim Thành hát bài này, bạn không có sự nồng nàn như Mỹ Tâm. Sự khác nhau nằm ở chỗ, nếu Mỹ Tâm hát vẫn còn ngân, thì bạn lại ngắt nhanh và ngắt quá, làm mất đi phần tình. Nghe Quang Linh nói, Đàm Vĩnh Hưng mới bày tỏ, không phải Quang Linh nói tôi mới đu theo, mà đúng là tôi có cảm được việc thiếu chút tình trong đó. Chỉ có điều vì choáng ngợp quá nên tôi cố yểm đi. Số chương trình gương mặt thân quen, nếu hai giám khảo còn lại là Đàm Vĩnh Hưng và Quang Linh đều ít nhiều nhận xét được trên kiến thức chuyên môn hoặc nghe kỹ hơn vào cách hát, lối hát của thí sinh, thì Kim Oanh lại chỉ nhìn quanh những thứ bề ngoài như trang phục, ngoại hình và cách biểu diễn. Kim Oanh nhận xét khá cảm tính và chủ yếu dựa vào cảm xúc của riêng mình để đánh giá thí sinh, chứ ít khi nhận xét đúng chuyên môn của từng người. Chẳng hạn khi thí sinh Hà Thu bị Quang Linh phê bình là bị rung khi hát, thì Kim Oanh lại nói chị rất thích cái rung của em, nó gây xúc động cho chị rất lớn. Hay sau khi thí sinh Anh Tú đóng giả Quang Lê, Kim Oanh chỉ dám nói rằng vì bạn hát hay quá nên tôi quên mất xem bạn có giống Quang Lê hay không. Trong khi đó, Quang Lê lại dám nhận xét thẳng thắn. Bạn hát không chút nào giống Quang Lê, từ cách hát tới điệu bộ. Bởi vậy, không ít lần Kim Oanh bị chính thí sinh bật lại ngay trên sân khấu. Điển hình như màn tranh luận giữa cô và thí sinh Duy Khánh trong tập 5 gương mặt thân quen khiến cô trở nên lúng túng. Nếu các giám khảo khác chỉ nhận xét thường, đi thẳng vào vấn đề, thì Kim Oanh lại luôn đánh giá một cách né tránh. Với những từ ngữ cảm tính như hình như, tôi cảm thấy, tôi cảm giác, có gì đó, có vẻ như, tôi rất thích, tôi nghĩ vậy. Đôi khi, cô còn tự hỏi ngược lại mọi người theo kiểu, đáng lẽ phải chứ nhỉ? Vì không chắc những gì mình nói. Cách nhận xét như vậy khiến lời nói của Kim Oanh trở nên chênh vênh, thiếu điểm tựa và chưa chắc chắn. Người xem thấy cô vẫn chưa xác định rõ những gì mình nói ra có đúng hay không và chỉ đơn giản là cảm nhận một cách mơ hồ. Vì thế, Kim Oanh bị đa số khán giả chê là cho điểm cảm tính, thiếu chính xác và thiên vị. Các điểm số cô đưa ra khá thiếu hợp lý và có sự chênh lệch lớn. Có những thí sinh trình diễn chưa thực sự tốt, nhưng Kim Oanh vẫn cho điểm cao chót vót một cách khá vô lý, khiến khán giả không khỏi bức xúc. Rất nhiều người xem cho rằng Kim Oanh thiên vị Kim Thành một cách lộ liễu và trù dập Hà Thu. Không ít khán giả tỏ thái độ phản đối việc Kim Oanh làm giám khảo gương mặt thân quen. Piu Piu trải lòng về nghi án hẹn hò trong anh là theo kịch bản, cảm xúc của tôi bị bán rẻ quá. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về chuyện tình đẹp như mơ của hot streamer Piu Piu và hot girl quân cúp Trâm Anh trên chương trình Mảnh ghép tình yêu. Mọi người đều bất ngờ trước hình ảnh soái ca đột xuất của Piu Piu trên truyền hình và bàn tán sôi nổi về cuộc hẹn hò giữa anh với Trâm Anh. Trước những lời đàm tiếu dị nghị, chiều nay Piu Piu đã chủ động livestream trên trang cá nhân để giải tỏa những thắc mắc của mọi người. Tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ chuyện của tôi. Bản thân tôi làm nghề streamer chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chia sẻ quan tâm nhiều đến thế. Lên tới top 1 tìm kiếm Google này nọ, ngay cả các bài lớn cũng share, rồi YouTube cũng cho lên top. Tôi nói thật, trước khi chương trình Mảnh ghép tình yêu diễn ra, tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Ai biết tôi từ trước sẽ thấy tính tôi rất hào sảng, tôi nghĩ về nhiều những thứ khác hơn. Khi chương trình Mảnh ghép tình yêu mời tôi nghĩ đơn giản là trai chưa vợ, lại cô đơn, nên tìm bạn gái đi chơi cùng thôi. Tôi nói luôn, tôi chưa bao giờ có ý định vào showbiz để phải nhờ chương trình làm đòn bẩy hay dựa hơi Trâm Anh. Tôi vẫn chỉ muốn là một streamer bình thường, đi làm, giới thiệu các địa điểm và chơi game thôi. Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng. Con đường tôi chọn là làm streamer, hoặc nếu sau này thất nghiệp thì đi làm MC đám cưới kiếm tiền ăn qua ngày thôi. Nhiều người nói tôi cố diễn để tạo hình ảnh soái ca. Tôi không phải là soái ca. Tôi đơn giản, nghĩ gì, làm đó. Còn việc ăn mặc thì lên truyền hình thì phải ăn mặc lịch sự thôi, chứ tôi không muốn làm màu. Tôi chỉ có thể soái ca với người tôi yêu, chứ không thể làm thế này hàng ngày để lên báo được. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở. Cuộc sống của tôi là của tôi không thể vì những con số ảo mà sống theo cuộc sống của người khác. Nhìn thì ngôn tình thế thôi, chứ chẳng lẽ về nhà cũng phải mặc vest. Đừng tìm đến tôi để xem hình ảnh soái ca của tôi, cuộc sống của tôi không có thứ đó. Nhiều người nói chương trình này kịch bản, đừng tin hai đứa nó đến với nhau. Tôi nghe vậy không vui chút nào, tôi cảm thấy cảm xúc của tôi bị bán rẻ quá. Bản thân tôi đến với chương trình là không có kịch bản, tôi cũng không hề biết mặt Trâm Anh từ trước, tôi khẳng định như thế, ai không tin thì tùy. Chúng tôi có nói chuyện với nhau tới 2 tiếng đồng hồ cơ, dài hơn thời lượng phát sóng rất nhiều nhưng bị cắt đi.
Bởi thế tôi trân trọng những gì đã diễn ra và cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi không giả tạo để trở thành người khác. Chương trình này được ghi hình cách đây 2 tuần. Sau khi ghi hình, tôi và Trâm Anh có đưa nhau đi ăn, vô tư như hai người bạn. Nó không giống như các bạn đang nghĩ. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.